Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Vina Star TV. Và hôm nay cũng tiếp tục với mình đi tìm hiểu về những cái lưu ý mà chúng ta mua nhà kinh doanh thì chúng ta cần lưu ý những vấn đề gì nhé. Thứ nhất, xem xét về vấn đề pháp lý. Mua bán nhà hiện nay tồn tại 3 loại giấy tờ: giấy tay, sổ đỏ hay sổ hồng. Mua nhà chỉ có giấy tay, giá bao giờ cũng rẻ hơn nhưng độ rủi ro rất cao. Nhiều trường hợp mất trắng, mua nhà sổ đỏ hay sổ hồng dù đắt tiền hơn nhưng bạn có thể yên tâm ngủ ngon. Nhà có đầy đủ giấy tờ được pháp luật công nhận sau này cũng dễ bán hơn. Thứ hai, nhất thiết phải kiểm tra quy hoạch và không mua nhà ở khu quy hoạch treo. Việc kiểm tra quy hoạch có thể khiến bạn mất thêm thời gian nhưng nhất định phải làm. Bạn cũng đừng ham rẻ mà mua nhà vướng quy hoạch treo, sau này muốn bán không ai dám mua. Để thực hiện quy hoạch đã duyệt, người ta cụ thể hóa bằng các dự án, tiểu dự án. Khi các dự án đã được giao đất mà triển khai chậm tiến độ hoặc không triển khai thì các dự án đó được gọi là dự án treo. Nhà đất nằm trong quy hoạch không được xây dựng mới, không được sửa chữa và cải tạo, phải giữ nguyên hiện trạng nên người mua rất khổ sở. Thứ ba, địa chỉ các cơ quan chức năng để hỏi thông tin về đất nhà. Muốn kiểm tra quy hoạch đất, bạn phải đến phòng tài nguyên môi trường ở quận huyện nơi bất động sản tọa lạc để kiểm tra tầng cao, mật độ xây dựng, khoảng lùi, hệ số sử dụng đất. Bạn cần đến phòng quản lý đô thị ở quận huyện nơi bất động sản tọa lạc. Bạn nên nhớ, hỏi đúng việc ở đúng chỗ là rất quan trọng. Thứ tư, lưu ý vấn đề tường khi mua nhà. Tại sao lại nói như vậy ạ? Khi mua nhà, bạn cần lưu ý tường riêng, tường chung và tường mượn. Tường riêng là tốt nhất, bạn có thể xây sửa lại nhà dễ dàng. Trường hợp mua nhà tường chung với nhà liền kề, nếu bạn xây dựng lại nhà nước, bạn sẽ mất một khoảng đất rộng bằng 1/2 độ rộng của bức tường chung đó. Khi nhà kế bên xây, bạn cũng phải xây theo vì bức tường mượn đó hoàn toàn không phải của bạn. Cuối cùng, mình muốn lưu ý đó chính là vấn đề về hàng xóm. Ngoài việc lối sống của hàng xóm có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, thì bạn nên nhớ, nhà khó mua nhất là nhà hàng xóm sát vách. Bán nhà cho hàng xóm sát vách và người thân cũng dễ bị thiệt nhất vì thường bị ép giá. Vì thế, duy trì quan hệ tốt với hàng xóm là rất quan trọng. Video chỉ mang tính chất tham khảo, hy vọng có thể giúp ích cho các bạn khi mà chúng ta muốn mua nhà kinh doanh và chúng ta muốn liên hệ để ký nhà hay là để bán nhà thì có thể liên hệ theo số điện thoại và video mình để dưới phần mô tả. Đừng quên cho mình subscribe để có thể theo dõi những cái video mới nhất nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại.